nghe năm nghe theo cái thằng Trúc Chiêu, cái ông thủ tướng của bên Anh, thành ra ông là trở mặt không có theo. Nó có ba cái nhân vật gọi là hành động, tức là Trúc Chiêu, Trung Minh và giáo hoàng Pio 12. Đó, ba cái thế lực cực kỳ hoạt động ở chỗ đó, nó đi với nhau, nó liên lạc với nhau. Thế thì không trả lời, nhưng mà cái khốn nạn nhất á là cái quân đội Anh nó vào nó giải giới quân đội Nhật vào ngày 10 hay 11, 12 tháng 9 năm 1945 ở Sài Gòn đó. Nó lại che chở cho cái quân đội Pháp, giả dội như là quân Anh, người Anh, người Pháp nó giống nhau. Thành ra bây giờ thì Nhật đầu hàng bó tay rồi, không có ai kiểm soát cái chỗ đó cả. Thì nó vào đấy, cái đàn quân Pháp nó vào nó mở nhà tù mà Nhật đã bắt giam hơn 1.000 người Pháp. Nó võ trang như đó, và cái đám người Pháp đâu có đó, nó nổi lên và nó đánh chiếm cái chính quyền Việt Minh ở Sài Gòn vào ngày 23 tháng 9. Thành ra cái cuộc chiến ở Nam Bộ chống nhau với này liên minh chống lực Pháp và trong đó có quân Anh nữa, là nó bùng nổ vào ngày 23 tháng 9. Thì ông Tư Cang là cái người mà ở nhà quê đó, ở Vũng Tàu đó, thì bây giờ là còn nằm trong cái vùng của Việt Minh kiểm soát. Thì bây giờ mình xem như là cái chủ đề mình đã nói qua rồi, nó trở lại cái điểm ngày 2 tháng 9 đây, là các anh không có. Hồi nào 19 tháng 8 cũng như đến ngày 12 tháng 9 là cụ Hồ công bố bản tuyên ngôn độc lập. Thì bây giờ các ông lãnh tụ của quốc trên đảng, tức là ông Vũ Hồng Khai, ông Nguyễn Đình Tam và những cái cán bộ cao cấp, cùng với đại ông Nguyễn Hải Thần là đảng trưởng của cái đảng Việt Cách, Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội đó, vẫn còn ở bên Tàu, ở Liễu Châu. Thì mãi đến ngày 10, 11, 12 tháng 9, tức là 10 ngày sau, 9, 10 ngày sau, họ mới lục tục theo cái đoàn quân 180.000 quân Tàu từ vượt biên giới Lào Cai và Lạng Sơn vào và Hà Nội. Thành ra là bây giờ mà họ cái đó thì điều đó chứng tỏ rằng cái ngày 19 tháng 8 cũng như cái ngày 2 tháng 9, ngày 19 tháng 8 là quân ta giành lại độc lập từ trong tay người Nhật, và ngày 2 tháng 9 cụ Hồ công bố bản tuyên ngôn độc lập, thì chưa có mặt của các ông Vũ Hồng Khanh, ông Nguyễn Hải Thần, ông Nguyễn Đình Tam, và tất cả các cán bộ cao cấp của hai cái đảng cách mạng đó. Các đảng phái khác không có người, không có ai cả. Tôi xin nói đó là vào cái ngày đó thì luật sư Hùng, Hoàng Du Hùng nói rằng là Việt Minh ngày 19 tháng 8 là ăn cướp công của quốc dân đảng, vì kể đó là có cả những nhà lãnh tụ cách mạng của quốc dân đảng với lại Việt Cách có mặt ở xa cái ngày ở Hà Nội, là cái điều đó là anh ta nói láo. Bây giờ cảm ơn anh, em hỏi lại em coi có thì, ai mà muốn biết rằng nó như vậy thì xin đọc cái cuốn sách của ông Võ Nguyên Giáp để biết rõ là ngày 11, 12 vào đó thì ông ấy nói đó là ai đi theo con đường nào, ai đi theo con đường nào. Đấy. Thì khi mãi đến hôm đó mà các anh mới về thì làm sao mà các anh có mặt ở đó trước cái ngày ở Hà Nội trước cái ngày đó. Đây đây thì những cái mà là đó gọi là xuyên tạc, tức là đó. Nói mà không có cái dữ kiện để mà đi theo, không có bằng chứng được, nói mà không có chứng minh được. Còn lần này người ta nói có cái dữ kiện chứng minh. Nói chung thì các ông cờ vàng ba sọc đổ với ông Kitô giáo thì nói như vậy. Em có cái ý nghĩ gì về cái ngày Quốc Khánh kể từ lúc qua bên đây tới bây giờ? Con cũng cảm ơn cô Ly và bác Quang hồi nãy giờ cũng ngồi nghe và tâm sự và chia sẻ cái lịch sử về cái ngày Quốc Khánh của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì trước cái ngày Quốc Khánh thì có một người tổng thống đầu tiên mà trước hết nữa là tổng thống còn con quan công tổng thống mà sau trước ông tổng thống Franklin Roosevelt á, thì con có đọc cái tài liệu đó, rồi sau này đó thì con cũng có nghe đó, thì cũng bác Ngoan và cô Ly vừa rồi chia sẻ về là bác Hồ có viết lá thơ cho tổng thống Franklin Roosevelt, nhưng mà cái ông mà cản trở là cái ông Harry Truman, khi mà ông tổng thống Roosevelt này ông qua đời không biết có gửi cho Roosevelt hay không, quên rồi. Ông Roosevelt chết rồi đó, gửi ông Dương Vương chết ngày 12 tháng 4 năm 1943. Ý của cô nói là, để cô coi lại, ý của cô nói là cái tư tưởng của ông Roosevelt để lại thì làm cho Bác Hồ có hy vọng là đồng minh sẽ trả lại những cái xứ mà thuộc địa, cho nên mới viết thư. Thì lúc mà ông viết thư đó thì là ông chết trước khi mình giành độc lập, vào cái thời Truman. Ông Roosevelt chết trước khi mình giành độc lập.
Và theo con thì cái lịch sử của Mỹ đó, mà cái khúc mà gọi là cái thế kỷ thập niên 30 và đến 40 và 50, là lúc đó là nước Mỹ là lủng hoảng về kinh tế, nó gọi là Great Depression. Ông Roosevelt lên làm tổng thống vào cái thời kỳ năm 1930, chính ông là người giải quyết cái khủng hoảng kinh tế. Đúng rồi, thì ông chính là ông là giải quyết về khủng hoảng kinh tế, mà ông là có ba nhiệm kỳ, ông là làm đến ba nhiệm kỳ. Ba nhiệm kỳ đúng. Ông làm đến ba nhiệm kỳ. Thì đáng lẽ đó là ông có thể là làm đến bốn nhiệm kỳ, năm nhiệm kỳ hay là ái nhiệm kỳ, nhưng mà sau này họ quốc hội họ bầu lại á, họ nói là bây giờ là chỉ có là hai. Bây giờ giới hạn chỉ có hai, mà hai nhiệm kỳ thôi. Lúc ông ấy chết á, thì ông phó lên, chính ông phó lên là ông Truman mới đưa ra cái tu chính án là chỉ có hai nhiệm kỳ. Đó thì hai nhiệm kỳ. Thì theo con hiểu biết về cái lịch sử mà hai bác vừa rồi chia sẻ, và chú Nội Phạm và một số người anh em trong nước và con học hỏi đó, thì cái ngày Quốc Khánh đó là chính là Bác Hồ đó, là mình đó là đã lái lại từ Nhật, chính phủ Nhật. Và khi mà Nhật nó đầu hàng thì Bác Hồ lợi dụng cái thời cơ đó để đứng lên đọc tuyên ngôn độc lập cái ngày 2 tháng 9. Như vậy là đúng. Thì cái ngày 2 tháng 9 là đối với con là cái ngày, phải nói là cái ngày là vinh dự cho dân tộc Việt Nam, và cái ngày là phúc đức cho dân tộc Việt Nam. Tôi cũng đây tôi cũng nói thêm cái chữ Quốc Khánh. Quốc Khánh đối với cái dân tộc thuộc địa đó, chống lại cái thế lực xâm lăng thì mình cũng là Quốc Khánh, ngày giành lại độc lập. Nhưng mà cái Quốc Khánh đối với dân tộc Pháp á, nó lật đổ cái triều đại ông Louis thứ 16 đó, thì nước nó độc lập, nhưng mà dưới thống trị của Vatican. Thành ra nó mới lập lại một cái cách mạng, nó triệt điều, nó diệt những cái chức vụ của tòa thánh Vatican và người của Vatican, lật đổ cái chế độ gọi là giáo hoàng, cái chế độ giáo hoàng. Thì nó không hề mất nước, nó là nội địa về đó. về tôn giáo với đấy. Nhưng mà nó cũng gọi là Quốc Khánh. Cái ngày đó là ngày quan trọng nhất của nó. Nó mừng lắm, nó lật đổ được cái chế độ giáo Việt. Bác Quang rồi cô Ly vừa rồi chia sẻ về Quốc Khánh của Pháp á, thì nó tựa tựa giống như là Quốc Khánh của Mỹ đi. Quốc Khánh của Mỹ sự thật đó, nó khác, nó thấy nổi quân trong lăng Anh, nó lên nó giành quyền tự chủ. Nhưng mà trong khi đó đó thì nó chưa thắng, nó vẫn còn đánh. Nhưng mà tuyên bố trước, nó vẫn còn đánh, nó chỉ chọn cái ngày đó để nó tuyên bố là nó độc lập. Mà trong khi đó đó thì Mỹ nó vẫn còn đánh với Anh, đúng vậy. Đúng rồi, nó chưa đánh cho đến năm 1723. Xong rồi thì họ chỉ chọn cái ngày đó, lẽ là cái ngày 2 tháng 7 1776, nhưng mà họ dời 2 ngày để họ soạn lại cái ngày Quốc Khánh của Mỹ. Nhưng mà đối với con đó, cái ngày Quốc Khánh của Mỹ nó không giá trị bằng cái ngày Quốc Khánh của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tại dân tộc Việt Nam của chúng ta đã chủ quyền dân tộc được quấn ngoại bang để lấy lại độc lập cho dân tộc Việt Nam. Còn trong khi Mỹ hay là Pháp mà bác Quang vừa rồi chia sẻ đó, thì Mỹ đó thì nó với Anh đó là cũng là quýnh nhau, nhưng mà Anh vẫn còn ở đó, nó chỉ chọn cái ngày đó là để nó tuyên bố là nó độc lập. Mà trong khi đó là những người da đỏ và những người da đen đó vẫn còn là thuộc, nếu mà nói về mà lãnh thổ đó là 12 tiểu bang hồi xưa đó, sự thật đó, thì Mỹ nó cũng nói láo là vậy nè. Nó nói là nó giành lại là trong 13 tiểu bang, nhưng mà trong khi đó một số những tiểu bang đó nó chưa thành lập. Đó, nó chưa thành lập. Thì trở về cái ngày mà Quốc Khánh với dân tộc Việt Nam của chúng ta đó, thì con đó, thì xin đó là sắp là giải phóng dân tộc Việt Nam là ngày 30 tháng 4. Thì cái tuổi thơ của con đó, mà nếu mà nói về một cái quốc kỳ đầu tiên á, là chính là cái quốc kỳ cờ đỏ sao vàng bây giờ. Thì luôn luôn con bây giờ cô Ly hỏi là theo quan điểm của con là con nghĩ như thế nào là cái ngày Quốc Khánh hay là cái ngày cái quốc kỳ bây giờ Việt Nam cờ đỏ sao vàng. Thì đối với con đó, khi mà con lớn lên và con sinh ra dưới mái trường xã hội và con đã từng đi học dưới mái trường xã hội, thì cái ngày đầu tiên mà con đã tuyên thệ hay là hát cái bài quốc ca Việt Nam đó thì chính là lá cờ đỏ sao vàng, chứ không có bất cứ cái lá cờ nào khác. Thì trở về cái vấn đề mình lịch sử mà cái ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 45, thì đó là cái thế hệ của bác, còn thế hệ của con là cái thế hệ sau giải phóng là con đã chứng nhận. Thì nếu mà nói tóm tắt là thế hệ đã hy sinh xương máu để giữ lại cái độc lập cho dân tộc Nam rồi đến cái ngày thống nhất đất nước, thì đối với con thì
cái ngày Quốc Khánh là cái ngày phải nói là cái ngày phúc đức cho dân tộc Việt Nam của chúng ta bây giờ và mãi mãi mai sau. Còn cô Ly và bác Quang hỏi là những cái thành phần mà chống cộng hay là con cháu mà cho gọi là chế độ ngoại hay là chế độ Việt Nam Cộng Hòa hậu nghĩa sau, thì dĩ nhiên đối với họ thì lúc đầu họ cũng xuyên tạc cái lịch sử cha ông của mình như thế nào, và không những vậy họ bẻ ngược lại và họ ngụy sử, và họ bây giờ họ lật trắng đi cái sự lịch sử chính sử để họ nhồi sọ đi cái thế hệ bây giờ. Nhưng mà cũng nhờ bác Quang và cô Ly và chú Hồ Phạm đã nói lên bẻ ngược lại cái những cái thành phần mà đặc biệt là những thành phần Việt Kiều mà chống cộng hay là những thành phần gọi là con cháu Việt Nam Cộng Hòa, họ đã xuyên tạc cái lịch sử như nào. Nhưng mà đối với con đó, dù họ xuyên tạc cỡ nào đi nữa họ vẫn là con số không, tại vì đó mình là những người thuộc về dân tộc Việt Nam, và cái Quốc Khánh là cái ngày mình đã độc lập 12 tháng 9 1945 rồi. Thì đối với họ là họ không có cái ngày Quốc Khánh gì đâu, họ chỉ chọn lên cái ngày cho là cái ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì đối với cháu thì cái ngày đó cái chế độ nó cũng là một cái chế độ bất hợp pháp, cho nên bây giờ họ xuyên tạc hay là họ nghĩ sao đó, đó là có quyền cá nhân của họ. Nhưng mà đối với con hay là những người dân tộc hay là những người anh em, những người Việt Nam bây giờ hiện giờ mà đang sinh sống mà đang đứng dưới cái lá cờ đỏ sao vàng, thì mãi mãi thì ai cũng là tự hào và ai cũng phải nói là biết ơn những người đã ngã xuống hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Thật đặc biệt là người đầu tiên mà khởi đầu đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.